Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá tổng quan về vận động của VN Index ở tuần vừa qua để xem là thị trường hiện tại liệu đã ổn định hay chưa. Để những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì có nên mua thêm hay là nên bán ra. Hoặc là những anh chị nào mà mình đang phân vân trong cái việc mua cổ phiếu thì cái giai đoạn này nó đủ an toàn để mà mình có thể giải ngân một cách tự tin hay chưa? Và nếu như thị trường nó đã phù hợp để mà chúng ta giải ngân thì đâu là những cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu ưu tiên trong giai đoạn sắp tới? Thì trong buổi video ngày hôm nay em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách ha. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về thị trường chung. Thì VN của chúng ta nó đã trải qua hai phiên giao dịch sau cái kỳ nghỉ lễ. Và cái bản chất vận động vẫn đánh giá là nó khá ảm đạm. Cũng như là cái câu chuyện phân hóa thì nó vẫn tiếp diễn. Và cụ thể là anh chị nhìn về cái phiên ngày 4 tháng 5 là một cái phiên mà thị trường giảm 8,5 điểm. Thì chúng ta thấy là đa số các nhóm cổ phiếu nó đều có những cái yếu tố điều chỉnh, đúng không? Tuy nhiên thì ở nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng như là nhóm cổ phiếu bất động sản thì trong cái phiên này nó lại duy trì cái sắc xanh khá là tốt đấy, và nó cũng giúp hãm lại cái đà giảm của thị trường. Và anh chị tiếp tục nhìn về cái phiên ngày 5 tháng 5, tức là cái phiên hôm thứ 6 tuần trước, thì VN của chúng ta chỉ giảm nhẹ 0.3 điểm với những cái yếu tố đỡ giá đến từ nhóm cổ phiếu thép ha. Thì chứng khoán nó không đỡ nữa, bất động sản không đỡ nữa, đúng không? Nó đỡ cái phiên trước thì cái phiên sau là thay vào cái nhóm thép đấy. Thì đó chính là cái sự luân phiên của thị trường ở thời điểm hiện tại, một cái sự nó phân hóa mỗi ngày, nó ưu tiên, nó kéo một cái dòng cổ phiếu để mà nó duy trì cái điểm chỉ số chung cho VN Index của chúng ta. Ở thời điểm hiện tại thì anh chị mình thấy là VN nó vẫn chưa có bứt thoát được khỏi những cái vùng nó đang chuyển động, cụ thể là cái vùng 1040 mà nó về lại những cái vùng cao hơn á. Thì hiện tại chúng ta thấy là nó đang thiếu một cái sự đồng nhất, một cái sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai nữa là cái dòng tiền nó chưa có đủ quyết liệt để mà nó tập trung, nó kéo ở những cái nhóm cổ phiếu quan trọng. Ví dụ như hai cái phiên ở tuần vừa qua, cái phiên ngày 4 và ngày 5 tháng 5, thì anh chị có thể thấy là hai cái nhóm ngân hàng và cái nhóm cổ phiếu trụ, hai cái nhóm khá là nặng mà nó gọi là gì? Nó không có vận động được tích cực. Tức là nó là những cái nhân tố chính, nó gọi là gì? Hãm lại cái đà tăng giá của VN, tức là nó ghì thị trường của chúng ta, nó không lên được. Anh chị mình thấy dòng ngân hàng ha, đoạn này thì nó tương đối là yếu. Nó không có vận động ổn định hơn. Tức là nó cái yếu tố tăng điểm, cái dòng tiền nó chưa có thu hút ở cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, mà nó đang tập trung ở cái nhóm ví dụ như chứng khoán hoặc là bất động sản hay một số nhóm cổ phiếu nhỏ, thì anh chị mình sẽ thấy là nó tăng tốt hơn, đúng không, so với những cái nhóm cổ phiếu thị trường đó. Thì thành ra nhóm ngân hàng là một cái nốt trầm của VN Index ở thời điểm hiện tại, và chúng ta cần phải gọi là gì, quan sát thị trường trong những cái giai đoạn sắp tới. Thì nếu như mà thị trường nó muốn tăng quyết liệt hơn thì anh chị mình phải lưu ý là cái dòng tiền nó cũng phải đổ vào cái nhóm ngân hàng, thì thị trường của chúng ta nó mới có những cái yếu tố tăng giá một cách nó bền vững và nó an toàn được. Còn nếu như mà dòng tiền nó chưa quay trở lại thì thị trường nó vẫn sẽ cứ phân hóa và chúng ta vẫn sẽ gọi là gì, chọn lọc cổ phiếu riêng lẻ để mà đầu tư, anh chị lưu ý ha. Thì xét về cái mặt phân tích kỹ thuật, VN anh chị mình thấy là nó đang dao động quanh, hôm thứ sáu là nó đóng cửa ở cái mốc giá 1040 đó. Và ở cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta nó điều chỉnh á,
đúng không? Từ cái khoảng ngày 6 tháng 4 á, từ cái vùng giá 1.084 và nó bắt đầu điều chỉnh, thì nó đang có xu hướng nó quay về retest cái vùng đáy trước đó. Nhưng mà anh chị mình thấy nè, khi mà nó từ cái vùng 1.084 mà nó chỉ về tới đúng cái vùng 1.028 thôi là nó đã bắt đầu có một cái phiên đỡ cung. À, nó bắt đầu có một cái phiên đỡ cung và nó không giảm nữa. À, và sau cái phiên đỡ cung này, thị trường của chúng ta bắt đầu dao động quanh cái vùng biên 1.040. Nó có về lại những cái vùng 1.048, nhưng về tới đây thì nó cũng không có tạo đà tăng tiếp mà nó bắt đầu điều chỉnh lại. Đó. Và anh chị mình thấy nè, về tới cái vùng 1.028 nó tăng về cái vùng 1.048, tức là cái biên dao động 20 điểm, và sau đó là VN nó đang dao động trong cái biên 20 điểm này. Đó. Và anh chị mình để ý ha. Hiện tại thị trường nó đã có 5 phiên giao dịch quanh cái biên 20 điểm này, cụ thể là 1.028 đến 1.048, đúng không? Và chúng ta thấy là cái biên dao động này, mỗi cái thanh ba nó có cái biến động khá là hẹp, đúng không? Biến động khá là hẹp, và cái thanh khoản của thị trường ở những cái phiên này nó cũng nằm ở ngưỡng trung bình thấp thôi. Đấy, thì em tạm gọi đây là một cái vùng cân bằng mới của VN Index. Anh chị lưu ý ha, thì đối với những cái vùng cân bằng thường nó sẽ có những cái tính chất như sau. Đầu tiên anh chị mình sẽ thấy là nó dao động trong một cái biên đó, nó giảm về biên dưới xong nó tăng về biên trên, và sau đó nó có xu hướng retest lại cái vùng biên dưới đó. À, và chúng ta thấy là nó dao động với một cái biên độ hẹp ha. Những cái phiên giao dịch, những cái thanh ba á, anh chị mình thấy là nó sẽ dao động trong một cái biên độ hẹp đó. Đó là cái yếu tố đặc tính thứ nhất. Thứ hai nữa là cái khối lượng nó phải thấp đó, thì chúng ta có thể đánh giá đây là một cái vùng cân bằng của thị trường. Và anh chị mình thấy là cái phiên hôm thứ sáu á, thị trường nó điều chỉnh nhẹ và cái khối lượng nó cũng thấp nữa, thì đây là một cái gọi là cái tín hiệu tốt, chí ít là nó tốt hơn với cái việc so với là thị trường giảm điểm với lại khối lượng lớn. Anh chị thường mà giảm điểm khối lượng lớn á, thì ở những cái phiên đó tổ chức họ có thể ra hàng trong những cái phiên như vậy, tại vì cái biến động lớn đúng không, cái spread lớn với lại cái khối lượng lớn á, thì có khả năng là tổ chức nó sẽ bán ở những cái phiên đó. Ví dụ như đây nè, đó, chuyển động với cái biên độ lớn kèm theo đó là cái khối lượng lớn đó, thì đó mới là những cái rủi ro. Rủi ro là anh chị mình thấy nè, sau cái phiên như này thì thị trường nó lại có yếu tố điều chỉnh giảm, đúng không? Còn hiện tại ở phiên hôm thứ sáu thì chúng ta vẫn thấy là thị trường dao động trong một cái biên rất hẹp và cái khối lượng nó khá là thấp, nên là chí ít cái yếu tố bán tháo là không có, và cái yếu tố mà tổ chức họ bán ra trong những cái phiên này là hoàn toàn không có luôn. Anh chị lưu ý ha. Đấy, thì thành ra điều chỉnh như thế này em đánh giá phù hợp đó, nó không phải là quá xấu. Còn cái vùng mà cân bằng của thị trường á, thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Liệu là sau cái vùng cân bằng này thị trường nó có thể đi lên hay không? Thì ở đây mình không có biết được anh chị. Tại vì từ cái vùng cân bằng này nè, nếu như mà bên cầu hoặc là bên cung, bên nào mà nó mạnh hơn á, đấy, thì nó sẽ, VN của chúng ta nó sẽ đi theo những cái hướng đó. Ví dụ sau một cái vùng cân bằng đi, mà bên mua đang có những cái ưu thế hơn, tức là lực cầu thị trường vào mạnh hơn đó, thì có khả năng là thị trường nó sẽ phá vỡ cái vùng cân bằng này và nó tiến về những cái vùng cao hơn đó. Đó là đặc tính của cái vùng cân bằng, nó có thể chuyển động lên hoặc chuyển động xuống ha. Còn nếu như mà sau cái vùng cân bằng này nhưng bên mua nó lại yếu thế hơn, tức là nó không, thị trường nó không thu hút được dòng tiền đó, mà cái lực bán nó vẫn gọi là mang cái tính áp đảo, nó thắng thế, thì thị trường nó vẫn có khả năng điều chỉnh về những cái vùng dưới. À, đó đó là đặc tính của vùng cân bằng, chứ không phải cứ cân bằng là thị trường nó sẽ có khả năng đi lên đâu. Anh chị lưu ý ha, mình phải dựa vào cái phiên gọi là cái phiên xác nhận anh chị.
Chúng ta phải chờ một cái phiên xác nhận thì chúng ta mới có thể gọi là chắc chắn hơn về cái xu hướng của thị trường. Còn ví dụ sau một cái vùng cân bằng này thì ok, nó khá là tốt á, nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc chắn 100% là cái xu hướng của VN nó sẽ tăng hay giảm, nên cứ chờ đợi một cái phiên xác nhận sau khi mà thị trường nó cân bằng xong, anh chị lưu ý ha. Thì ví dụ như trong giai đoạn tuần sau, VN của chúng ta nếu như mà nó dao động trong cái biên 20 điểm này nè, đó, nó có xu hướng quay về retest đáy này nè, thì đó là cái vận động bình thường. Còn nếu như mà nó có xu hướng gọi là gì, retest mà nó có thiên hướng là đục thủng cái vùng đáy trước luôn, đó, thì anh chị mình lưu ý là thị trường nó sẽ có xác suất điều chỉnh lại về những cái vùng 1.000, lưu ý ha. Đó, còn nếu như nó điều chỉnh về cái vùng 1028, tức là cái vùng đáy trước mà nó đỡ cung trở lại, đó, nó vẫn dao động trong cái biên này, thì đó vẫn là cái vận động gọi là gì, sideways thôi, trong một cái vùng cân bằng, thì đó là một cái vận động bình thường ha. Thì trạng thái của VN ở cái thời điểm đó thì nó vẫn là một cái trạng thái sideways. Còn nếu như mà nó có một cái sự xác nhận, ví dụ như là nó thủng cái vùng đáy trước, nó có chiều hướng giảm, thì đó nó sẽ giảm về những cái vùng 1.000, anh chị mình lưu ý ha. Còn nếu như mà sau cái vùng cân bằng này mà chúng ta thấy là thị trường nó có những cái bước hồi phục đó, và sau đó nó có một cái phiên xác nhận dòng tiền với lại cái khối lượng lớn nha, đó, thì đó thị trường nó sẽ gọi là gì, cái sự xác nhận đó nó sẽ khá là an toàn để mà anh chị mình có thể bắt đầu giải ngân cổ phiếu trở lại. À, một cái sự xác nhận khá là an toàn đó, nên là anh chị mình cũng lưu ý cái tín hiệu trong cái giai đoạn tuần sau ha, chúng ta cần phải chờ cái sự xác nhận. Còn ở giai đoạn hiện tại thì mình vẫn thấy là cái sự phân hóa nó đang tiếp diễn, đúng không? Nên là nếu như mà anh chị nào có đang nắm cổ phiếu mà trong cái giai đoạn này nè, anh chị thấy là cổ phiếu của mình đang nắm nó yếu đi, thị trường đi ngang nhưng mà cổ phiếu mình nó giảm, ví dụ như là hôm thứ sáu đi, và VN-Index nó giảm 0.3%, nhưng mà cổ phiếu của anh chị mình đang nắm lại giảm khá là sâu, và không chỉ là nó mới giảm cái phiên hôm thứ sáu mà trước đó nó cũng đã giảm mạnh rồi đấy, thì thành ra những cái cổ phiếu đó nó khá là yếu thì buộc chúng ta phải cơ cấu. Còn nếu như trong giai đoạn sideways mà cổ phiếu của anh chị mình vẫn giữ được giá nè, đúng không, cái áp lực điều chỉnh với lại cái khối lượng thấp đó, thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Đấy. Lưu ý ha. Thì trong cái vùng sideways này là cái vùng mà anh chị mình sẽ gọi là gì, tỉa cỏ trồng hoa luôn. Đó, mình sẽ quan sát cổ phiếu trong danh mục, cổ phiếu nào yếu thì mình canh cơ cấu, thu hồi vốn để mà chờ đợi những cái sự xác nhận. Và sau đó là dòng nào mạnh thì mình sẽ ưu tiên đánh cái dòng đó, nó sẽ ok hơn. Anh chị lưu ý ha. Đấy. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi sang cái phần thứ hai là cái phần phân tích nhóm ngành và cổ phiếu. Đầu tiên mình sẽ đi sang cái nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm bất động sản trước đi ha. Hai cái nhóm mà em đánh giá là nó đang có cái xung lực khá là khỏe ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như chứng khoán thì em có chia sẻ khá là rõ về cái quan điểm của mình rồi. Tức là cái nhóm này là cái nhóm nó mang cái tính sóng dòng cao. Đó, và nó cũng đang trong một cái pha tăng khá là tốt. Đó, đang có sóng sóng ngắn. Nên thành ra là anh chị có hàng thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ được, đúng không? Vậy thì cái trạng thái ở tuần vừa qua cái nhóm này nó như thế nào? Thì ở đây mình thấy ở phiên hôm thứ sáu những cái mã cổ phiếu như SBS nè, là nó có cho cái tín hiệu dòng tiền vào khá là tốt. Thì cái phiên hôm thứ sáu là cái phiên xác nhận của cổ phiếu nó phá vỡ được cái vùng nền tích lũy lũy lớn, à tích lũy lớn thì vẫn chưa anh chị nha, nhưng mà nó phá vỡ được cái vùng nền tích lũy đây nè là ok rồi nè, đó, với bằng một cái sự xác nhận khá là chắc chắn về cái tín hiệu dòng tiền. Đây là những cái tín hiệu xác nhận rất là an toàn nha, đây là chứng tỏ là dòng tiền tổ chức đã có yếu tố tham gia rồi đấy, nên ví dụ như anh chị mình mua ở cái phiên hôm thứ sáu nó vẫn khá là ok, vẫn khá là an toàn, anh chị lưu ý. Tại vì anh chị mình thấy cái con này á là hôm thứ sáu nó mới tăng nha, còn đoạn trước cái nhóm này tăng thì cái con này nó lại không tăng, mà chủ yếu là nó neo giữ giá đi ngang thôi đó, thì cái con này là nó cái con nó chạy sâu đó. Tuy nhiên thì xét về tổng thể mẫu hình là khá là đẹp
đúng không? Có một nền tảng tích lũy đủ lớn đó, và có một cái sự xác nhận dòng tiền lớn đấy, thì nhìn chung là nó về cái vùng đỉnh trước nè anh chị, nên là nó gặp cái áp lực bán ngược trở lại là điều bình thường ha. Thì khả năng những cái mã cổ phiếu như thế này á, nó sẽ lình xình quanh cái vùng giá 6 chấm ít thêm một vài phiên trước khi mà nó có những cái biến động tăng mới, anh chị lưu ý ha. Rồi điểm mua thì đã qua rồi, lưu ý nhé. À, mình nhìn sang những cái mã cổ phiếu như VIX nè, cũng tăng rất là tốt. À, hai phiên cuối tuần, hai cái phiên tuần trước thì thị trường của chúng ta tuần vừa rồi chỉ giao dịch có hai phiên thôi đấy, nên thành ra là mình cũng chưa có đủ cái dữ kiện, ví dụ như còn thiếu cái phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư đúng không, thì mình mới đánh giá tổng quan một cái gọi là gì, cái tuần được, ví dụ như chạc tuần này. Còn hôm nay mình không không có đánh giá được cái chạc tuần, nó không đủ cái dữ liệu anh chị. Đấy, nên thành ra là em không có đi đánh giá cái tuần, chỉ đánh giá là bản chất cái phiên giao dịch thôi. Thì ví dụ như cổ phiếu VIX đi. Đây, những cái mã cổ phiếu như VIX thì hai cái phiên giao dịch của tuần trước là cái con này nó tăng rất là mạnh ha. Thứ năm là nó có một cái sự xác nhận, thứ sáu lại tiếp tục tăng về những cái đỉnh trước. Đó, thì anh chị mình thấy là cái dòng chứng khoán á, chúng ta thấy là đầu tiên mình thấy những cái mã cổ phiếu như FTX nè, hay là BSI nè, hay VCI nè, đó là những cái mã cổ phiếu mà phát tín hiệu đoạn trước đúng không? Đó, những cái mã cổ phiếu leader ở đoạn trước thì nó tăng trước, bây giờ nó lại điều chỉnh trước, thì những cái nhóm cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu tăng sau, anh chị lưu ý ha. Tuy nhiên thì chúng ta thấy một cái bản chất của sóng dòng đó là gì? Từ con lớn đến con nhỏ, con này chưa tăng, nó đều tăng hết. Đấy, nên thành ra đây là cái đặc tính mà anh chị mình sẽ thấy ở sóng dòng. Lưu ý ha. Đó. Rồi, những cái mã cổ phiếu như VIX tăng rất là tốt thì có hai anh chị mình cứ giữ thôi. Điểm mua thì nó đã qua rồi, đúng không? Như em có chia sẻ, ví dụ như con này cũng tương tự như FDI đó. Nó có một cái nền tích lũy khá là lớn nè. Đấy, và sau đó nó có một cái sự xác nhận. Thì có phải là cái con SBS này á, cái phiên hôm thứ sáu á, nó là cái phiên của con vít hôm thứ năm nè anh chị. Ví dụ như anh chị mình mua phiên này thì nó cũng tương đối an toàn ha. Đó, thì qua hôm sau nó vẫn tiếp tục tăng, tại vì thứ nhất là nó đã phá vỡ được cái nền tích lũy trước đó của cổ phiếu rồi, và không chỉ phá vỡ ngắn thôi mà một cái nền tảng tích lũy rất là lâu, rất là lớn như thế này mà nó có một cái dòng tiền xác nhận lớn này đó, thì mình mua vào nó rất là an toàn, anh chị lưu ý ha. Còn qua cái phiên ngày hôm sau là không phải điểm mua, lưu ý nhé. Đó, mình phải chờ cổ phiếu nó cân bằng lại thì mới mua được đúng không? Đấy. Rồi mình nhìn sang những cái mã cổ phiếu khác đi, ví dụ như VCI thì sao? VCI thì ở phiên hôm thứ năm nó tăng tốt, nhưng mà phiên hôm thứ sáu nó điều chỉnh nhẹ. Thì về bản chất anh chị mình thấy nè, phiên hôm thứ năm nó tăng, nó về lại những cái vùng cản đúng không? Đó, và mình thấy cái phiên hôm thứ năm nó tăng nè, mà cái dòng tiền nó không có quyết liệt nè, đấy thì thành ra nó không đủ sức để mà nó phá vỡ được cái vùng kháng cự này đó, nên là khi mà nó tăng về những cái vùng này thì qua ngày hôm sau nó gặp cái áp lực bán liền là điều vận động bình thường nha. Đó, và chúng ta phải đánh giá cái thanh khoản bán ra nó có lớn hay không, thanh khoản bán ra rất bé đó. Đây là một cái điểm điểm tốt chứ không phải xấu ha. Đó, ví dụ như anh chị mình nói là hôm thứ sáu VCI nó không tăng, nó yếu đúng không, thì anh chị mình phải đánh giá cái vận động, xét trên nhiều yếu tố chứ không phải là thấy nó không tăng mà mình chê nó yếu là không phải. Nó đã tăng rồi và bây giờ nó về kháng cự thì nó chỉnh là đi bình thường ha. Rồi ví dụ như SSI thì sao, nó cũng tương tự như VCI thôi đó, nhưng mà VCI thì nó tiệm cận cái vùng đỉnh nhanh hơn con SSI này đó. Thì ví dụ như anh chị nào đánh dòng chứng khoán á, thì chúng ta có thể chú ý những cái mã như, quan sát lại những cái mã như VCI em thấy khá ok nè đó, hoặc là SSI cũng là một cái lựa chọn thích hợp ha. Cá nhân em thì những cái mã này thì những cái mã cổ phiếu như BSI hay là FTX á, nó tăng rất là khỏe, nó tăng rất tốt, tốt hơn nhiều so với những cái mã như VCI, SSI đúng không? Thì tại sao mình lại không hướng dẫn anh chị mua những cái mã này? Tại vì anh chị mình biết là một cái giai đoạn trước nó đã tăng rất nhiều rồi. Ví dụ mình tính từ cái vùng nền đi, con này nó tăng hơn gần 50% đúng không? Tăng 50% rồi là một cái biên độ tăng không phải ít. Thì ví dụ như về tới đây mình mua thì đôi khi nó lại không có tối ưu anh chị. À, đó.
Còn những cái mã cổ phiếu VSI với lại hoặc là như SSI á, thì về bản chất nó không có tăng nhiều. Đấy, và những cái yếu tố ví dụ như lỡ đâu ha mà nó có những cái áp lực điều chỉnh ngắn á, thì chí ít những cái mã cổ phiếu như VCI hay SSI thì cái áp lực điều chỉnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với những cái mã cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Tại vì anh chị mình biết vốn hóa nhỏ mà nó tăng nhiều á thì cái áp lực điều chỉnh nó cũng sẽ đồng pha, đúng không? Nó cũng sẽ đồng pha, nên thành ra nếu như mình mua ngay từ đầu của những cái nhóm cổ phiếu này nè thì nó sẽ ok đó. Còn ví dụ mua cái điểm thứ hai, mua điểm thứ ba, buộc mình phải quan sát rất là kỹ, cũng như là cái độ chấp nhận rủi ro nó phải cao thì anh chị mình mới mua, anh chị lưu ý ha. Đó thì tuy nhiên những anh chị này chúng ta đang có nắm giữ những cái mã như BSI hay là FTX thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ thôi đó, chứ không phải là nó em nói như vậy là anh chị mình bán không có đâu nha. Anh chị mình có hàng vùng giá vốn tốt, mình cứ tiếp tục nắm giữ. Hoặc nếu như anh chị nào chúng ta chấp nhận những cái độ rủi ro cao á, thì chúng ta mua, đúng không? Nhưng mà hiện tại chưa phải là điểm mua, anh chị lưu ý nha. Có thể canh nhưng mà mình phải canh đúng thời điểm, chứ hiện tại mình vẫn em đánh giá là nó vẫn chưa đạt cái tiêu chí để mà anh chị mình mua mới đó. Rồi chú ý thì có thể chú ý VCI, có thể chú ý SSI, lưu ý ha. Thì hiện tại nhóm chứng khoán về tổng quan mình thấy là cái xung lực nó vẫn khá là khỏe, nó có dòng tiền tham gia, nó có phiên bồi dòng tiền, nó có một cái điểm hướng lên, và cái yếu tố điều chỉnh trở lại là mang khối lượng thấp là hoàn toàn bình thường. Có hàng thì anh chị mình vẫn nắm giữ. Ví dụ nha, em lấy ví dụ những anh chị nào mà chúng ta đang có sẵn những cái mã cổ phiếu SSI, ví dụ như trong room khách hàng của em đi đó, nắm vị thế giá vốn tốt quanh cái vùng giá 20.3 đấy, thì có thể canh những cái nhịp điều chỉnh ngắn với lại cái khối lượng thấp này, chúng ta có thể canh gia tăng được. Ví dụ như cổ phiếu nó tăng mình không có dám gia tăng, đúng không? Nhưng mà khi mà nó điều chỉnh trở lại anh chị, và đặc biệt cái yếu tố quan trọng là khối lượng nó phải thấp, thì chúng ta sẽ có cơ sở để mà chúng ta canh gia tăng thêm đó. Thì đó là những cái điểm mà anh chị mình cần lưu ý đối với những anh chị đang có nắm SSI ha, những cái điểm retest khối lượng thấp phù hợp cho những điểm gia tăng đối với những anh chị đã có hàng sẵn. Đấy, rồi thì đó là tổng quan về cái nhóm chứng khoán. Mình đi sang nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản thì ở tuần vừa qua cũng xung lực dòng tiền cũng khá là tốt. Những cái mã cổ phiếu như DG nè, anh chị mình thấy là nó vẫn đang ở cái trạng thái hấp thụ vùng đỉnh, đúng không? Đó, và nó hấp thụ cũng khá là ok nha. Phiên hôm thứ sáu đỡ cung trở lại nè. Những cái mã cổ phiếu như sale nè. Sale thì sàn Hà Nội nó hay có những cái phiên mà nó làm xấu cái chạc như thế này. Ví dụ anh chị mình thấy tên là G nè. Đó, ID cũng vậy nè. Sàn Hà Nội thì nó hay vậy ha. Đây nè. Sàn Hà Nội thì nó hay có những cái phiên BVS cũng vậy. Đó, có những cái phiên mà nó già thằng lò như thế này. Nhìn chung là nó hơi xấu thôi, chứ về bản chất thì nó không không có xấu nha anh chị. Về bản chất là nó bình thường. Nó chẳng qua là nó tự nhiên nó vẽ cái chạc nhìn nó không có đẹp vậy thôi. Đó, ví dụ như những cái mã cổ phiếu như sale thì chúng ta vẫn thấy là cái trạng thái hấp thụ vùng đỉnh luôn nè, đúng không? Đó, Nam Long thì vẫn duy trì được cái vùng giá đỡ giá phía trên này rất là tốt. Nhìn chung mà ai muốn chốt lãi thì Nam Long cho chốt hết, đúng không? Phải chốt ở cái vùng giá cao đó, thì thành ra cái dư địa của cái nhóm bất động sản này em đánh giá là vẫn còn nha anh chị. Những cái mã cổ phiếu như Nam Long anh chị mình thấy nó tăng rất mạnh mà hiện tại nó vẫn đang neo giữ ở vùng trên khá là tốt, và nó chưa có những cái tín hiệu rủi ro, tức là bị bán với lại cái khối lượng lớn thì mình vẫn chưa thấy ha. Nên là anh chị nào có nắm bất động sản thì chúng ta vẫn cứ yên tâm nắm giữ nhé. Hoặc là như BCG nè. Đó, BCG thì nhìn chung nó vẫn khá là ok. Tưởng đâu là sau cái phiên ngày 28 tháng 4 là cổ phiếu nó giảm rồi, nhưng mà không, nó vẫn gọi là hồi phục và nó tăng trở lại nè anh chị. Đấy, thì nhìn chung là cái yếu tố thanh lọc của cái nhóm bất động sản này, cái tính thanh lọc nó khá là cao. Nhưng mà nếu như anh chị nào chúng ta có nắm cổ phiếu ở những cái vị thế tốt á, thì chúng ta vẫn nắm giữ được, có đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể nắm qua những cái biến động ngắn. Còn về cái điểm mua của cái nhóm này á, thì khi mà em nhìn hết một lượt rồi á, thì mình vẫn chưa thấy những cái tín hiệu mua nha, anh chị lưu ý nha. Vẫn chưa thấy những cái tín hiệu mua. Ví dụ như mình có thể chú ý, mình nhìn sang đất xanh thì sao? Đất xanh thì cũng đang hấp thụ vùng đỉnh luôn nè. Đó,
Nhưng mà về cái áp lực bán của Đất Xanh thì nó lại mạnh hơn so với những cái mã cổ phiếu như DG, đúng không? DG thì anh chị mình thấy nó đỡ cung khá là khỏe nè, một cái cây nến rút chân đó. Nên là đối với những cái mã cổ phiếu nhóm bất động sản đó, thì anh chị mình có thể chú ý lại DG, đúng không? DG này hoặc là như sale cũng được đó. Tuy nhiên thì hiện tại mình đã mua được hay chưa thì em vẫn đánh giá là chưa, tại vì nó chưa có đủ cái yếu tố cân bằng. Lưu ý nha, chưa có đủ yếu tố cân bằng nền giá nè, bứt lên nè, đúng không? Nếu mua tại cái điểm bùng nổ thì có hàng giữ được, còn mua cái điểm này, chưa mua được cái điểm này thì buồn anh chị mình cũng phải chờ nó tích lũy lại. Ừ. Khi nào tích lũy kiệt với cái khối lượng như cái giai đoạn trước này, anh chị mình thấy nó nổ lên nha, nó tích lũy lại nè, khối lượng kiệt nè, tiếp tục lại đánh lên nè, đó thì đó là cái vận động như thế đó, thì mình phải chờ nó cân bằng lại thì sẽ có những cái điểm mua nó an toàn hơn, anh chị lưu ý ha. Rồi thì đó là đối với cái nhóm bất động sản. Mình tiếp tục đi sang cái nhóm cổ phiếu dầu khí đi. Thì cái nhóm cổ phiếu dầu khí này mình thấy một cái trạng thái cân bằng khá là tốt. Ví dụ như anh chị mình nhìn thấy nè, PVC nè ha, là suốt 2 tuần vừa qua là nó neo giữ giá là chính, đúng không? Đây là cái trạng thái gì anh chị, như em có chia sẻ ở đầu video, là trạng thái cân bằng, đúng không ạ? Dao động trong một cái biên nè, và những cái phiên giao dịch biến động biên độ hẹp đó, và cái khối lượng thấp. Và anh chị mình lưu ý là cái nhóm dầu khí này nè, là giá dầu thế giới á, ở cái tuần vừa qua là biến động rất là mạnh nha, biến động giảm nè đó. Nhưng anh chị mình thấy nè, mặc dù giá dầu thế giới giảm nhưng mà nhóm cổ phiếu dầu khí nó lại níu giữ giá khá là tốt. Ví dụ như trường hợp mà cái nhóm này nó xấu á anh chị, nó không có gọi là tổ chức, họ không có cái mục đích đánh lên á, thì thường là giá dầu giảm mà cái nhóm này nó cũng giảm theo luôn đó, nó giảm rất là rét. Nếu như anh chị nào đoạn trước mà có đánh dầu khí á, mình hiểu được cái bản chất của cái nhóm này á, thì mình sẽ biết cái cách vận động này đó. Còn hiện tại thì cái giá dầu nó giảm rất sốc, đúng không? Nhưng cái nhóm dầu khí này ngược lại đỡ giá khá là tốt, có điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh hợp lý đấy, sau đó cổ phiếu nó cân bằng lại. À, mình nhìn BSR cũng như vậy nè, BVD nè, BVD thì dao động lỏng hơn ha, BVD khá là lỏng. BVB thì không ưu tiên nhưng mà nhìn chung là nó cũng cân bằng được nè. BVS thì sao đó, BVS thì anh chị mình thấy nè, cũng cân bằng nè, đúng không? Đó thì một cái trạng thái cân bằng này nó là cái tín hiệu để mà chúng ta bắt đầu quan sát lại những cái nhóm cổ phiếu này vào tuần sau. Tại sao là tuần sau? Tại vì cái khả năng cân bằng này thì nếu như mà như em có chia sẻ đầu video rồi, nếu như mà cái bên mua nó thắng thế, tức là cái dòng tiền vào nó mạnh, thì cổ phiếu này nó có khả năng phá vỡ cái vùng cân bằng và nó về lại những cái vùng biên trên nè. Anh chị mình lưu ý ha, nên cái nhóm dầu khí tuần sau là cái nhóm mà mình ưu tiên quan sát. Đấy. Thì mình có chú ý thì mình sẽ chú ý những cái mã nào, ví dụ như BVC, anh chị có thể chú ý BVC hoặc là BSR ha. Mình thấy cái trạng thái là cân bằng khá là tốt của cổ phiếu, còn BVD thì nó hơi lỏng nha anh chị, BVD thì nó hơi lỏng nhưng mà nó cũng là một trong những cái con ưu tiên, tại vì con này là nó khá là nhạy về cái dòng tiền trong cái nhóm dầu khí á. Đó, con này nó khá là nhạy về cái dòng tiền nên là BVD cũng là một cái lựa chọn hợp lý ha. Thì ba mã cổ phiếu BVC, BSR, BVD, à còn BVS nữa, bốn 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 cổ phiếu đó. Thì nhìn chung trong bốn cái mã cổ phiếu này thì anh chị mình có thể thích mã nào thì chúng ta chọn cái mã nó, nếu như mà dầu khí tuần sau nó có dòng tiền vào tham gia một cái phiên xác nhận tăng điểm với lại cái khối lượng lớn á, thì anh chị mình có thể giải ngân cái phiên đó, nó sẽ khá là an toàn. Nó tương tự như cái cổ phiếu CTD á, ví dụ như anh chị mình thấy CTD nè, cũng là một cái giai đoạn cân bằng, đúng không? Đó thì có phải là CTD, ví dụ như đây, đây là một cái biên cân bằng của cổ phiếu nè, trong một cái nền tảng tích lũy lớn nè. Đó thì khi mà có những cái sự xác nhận nè, ví dụ như phiên ngày 22 tháng 3 xác nhận nhưng chưa có thành công lắm, đúng không, bị tụt cái đầu lại, thì qua ngày hôm sau tiếp tục mà nó có dòng tiền vào tham gia nữa, thì cái phiên này là cái phiên mà anh chị mình có thể cân nhắc lấy vị thế được,
hoặc chúng ta có thể chờ cổ phiếu nó cân bằng lại như thế này, khối lượng thấp và chúng ta tham gia là vẫn được ha. Thì có phải là cái trạng thái của CTD này nó khá là giống BSR không anh chị? Đó, cũng là cân bằng trong một cái biên tích lũy lớn đó. Còn BVC á, cũng đang cân bằng, mà cái thế của BVC á, là anh chị mình thấy nó sẽ có yếu tố sideways up nha. Con BVC này á, nó cũng tích lũy, nhưng mà nó tích lũy theo cái kiểu là sideways up, tức là tích lũy mà theo hướng đi lên. Còn BSR là gì? Tích lũy đi ngang đó. Nên là thành ra anh chị mình quan sát cái nhóm dầu khí vào tuần sau giúp em ha. Đấy, những anh chị nào chúng ta chưa có mua cổ phiếu và chúng ta còn sợ, tức là chúng ta chưa có lăn trong cái việc lăn tăng về cái việc chọn cổ phiếu á, thì có thể chú ý những cái nhóm cổ phiếu dầu khí này trong tuần sau là một cái option đó. Ngoài cái nhóm cổ phiếu dầu khí thì cái nhóm thép cũng là một trong những cái nhóm mà anh chị mình có thể chú ý trở lại. Đấy, tại vì ví dụ như HBG nè, phiên hôm thứ 6 thì nhóm thép là cái nhóm mà nó đỡ cung trở lại, nó là cái nhóm trụ cột để mà nó hãm lại cái đà giảm của VN Index. Lưu ý ha, nhóm thép cũng như là nhóm trụ đó. Thì nhóm thép phiên hôm thứ 6 đỡ cung. Đấy, đỡ cung, khối lượng thấp, đúng không? Xanh điểm nhưng khối lượng thấp, thì nhìn chung nó vẫn chưa có những sự xác nhận gì quá chắc chắn cả đó. HSG cũng vậy, nhưng mà mình thấy một cái trạng thái là gì? Cân bằng khá là tốt đó. HSG nè, Nam Kim cũng vậy, đúng không? Cái trạng thái cân bằng đấy. Thì nếu như mà tuần sau dòng tiền nó mà vào á, một cái điểm hướng lên á, thì anh chị mình cũng có thể cân nhắc mua ở cái phiên có dòng tiền tham gia đó được. Anh chị lưu ý ha. Đó, thì cũng tương tự như cái nhóm dầu khí thôi đó. Em cũng kỳ vọng là những cái cổ phiếu nào mà nó cân bằng thì nó cũng sẽ thu hút được dòng tiền để mà nó tạo động lực tăng điểm cho VN của chúng ta. À, nếu như mà thị trường của chúng ta nó có một cái sự luân phiên từ dòng này đến dòng khác mà nó kéo á, thì thị trường nó vẫn khá là khỏe và nó vẫn có những cái cơ hội để mà anh chị mình đầu tư, chí ít là nó như vậy, anh chị lưu ý ha. Thì nếu như không đồng thuận thì sideways vẫn được và chúng ta vẫn có cơ hội đầu tư, nhưng mà mình sẽ chọn lọc cổ phiếu, đúng không? Đấy, thì cũng tùy vào cái gọi là cái sự xác nhận của thị trường trong giai đoạn tuần sau để mà mình có những cái chiến lược hành động sao cho nó phù hợp nhất anh chị ha. Thì những dòng nào ưu tiên thì em cũng đã có chia sẻ với anh chị mình rồi, anh chị mình cứ thế mà làm thôi. Đấy, thì ví dụ như nhóm thép cũng là một trong những cái dòng cổ phiếu chúng ta có thể lưu ý vào tuần sau này. Ngoài cái nhóm thép này thì cái nhóm phân bón thì mình có quan sát được những cái mã cổ phiếu như LAS, là những cái mã cổ phiếu mà có khả năng là rất là dễ tuần sau nó có những cái điểm phá vỡ nền nha. Tại vì anh chị mình thấy nè, con LAS này á, nó cũng đang trong một cái giai đoạn tích lũy lớn này đó, và trong cái giai chu kỳ tích lũy lớn này nó có một cái phiên xác nhận dòng tiền lớn của tổ chức và sau đó nó bắt đầu tích lũy trở lại, nó test trở lại. Và cái điều đặc biệt á, và cái điều quan trọng chứ, là gì? Cái khối lượng anh chị mình thấy nó thấp nè. Thì cái phiên hôm thứ 6 con này nó đóng test cung khá là đẹp đó, một cái biên độ cân bằng anh chị mình đếm xem 2, 4, 6, 7, 7 phiên cân bằng, 7 phiên nó dao động đi ngang, rũ bỏ khối lượng thấp, thì nhiều khả năng cái con LAS này tuần sau nó sẽ nổ đó. Nó tương tự như cổ phiếu HAH đó anh chị, khá là tương đồng nha. Đây nè, HAH cũng là một nền tảng tích lũy lớn nè, sau đó có một cái phiên xác nhận dòng tiền nè, đúng không? Sau đó cổ phiếu bắt đầu tích lũy lại nè đó. Thì cái giai đoạn này của HAH nè là cái giai đoạn hiện tại của cổ phiếu LAS đó. Và khi cái giai đoạn này thì anh chị mình thấy nè, sau cái vùng cân bằng đó, cân bằng kiệt khối lượng, thì con HAH này tiếp tục lại có một cái sự xác nhận dòng tiền đánh lên đó. Và đây, cái vùng tích lũy này là cái vùng mà trước đó em có báo rung khách hàng tham gia lấy vị thế nè. Ở đây nè anh chị, thì HAH là mình đã chốt ngắn rồi, mình mua ở vùng nền thì mình ăn được cái cây bùng nổ đánh trần của cổ phiếu là mình bán anh chị ha. Nè, ngày 20 tháng 4 nè, đó, mình mua ngay tại cái vùng nền tích lũy nè anh chị. Đấy, thì mua ngay tại nền xong hàng về là mình vừa kịp cái cây nổ luôn, là mình cho chốt bán luôn đó, chốt giá trần luôn đó. Sau đó là cổ phiếu bắt đầu tích lũy cân bằng lại. Thì mình cũng sẽ canh lại những cái mã cổ phiếu này ha.
Đấy, thì đó là cái cách mà săn điểm nổ. Tại vì những cái mã cổ phiếu mà mid cap á anh chị, những cái cổ phiếu mà có biên dao động lớn á, thì em cũng không có ưu tiên nắm giữ lâu, mà mình chỉ ưu tiên là đánh ngắn đối với những cái mã này thôi. Đấy, nên thành ra ví dụ như anh chị nào có thích last á, mà mình mua á, thứ nhất là anh chị mình phải để ý cái thanh khoản giúp em nè. À, con này thanh khoản nó rất là bé nha. Đấy, nên mua thì anh chị mua tỷ trọng cà phê thôi, vài ngàn thôi, dưới 5.000 là ok nha, dưới 5.000 thôi. Đó, rồi mình có thể canh một cái cây nổ mình chốt luôn cũng được. À, đánh ngắn là như vậy thôi, biên độ 7% là đạt được cái tiêu chí đánh ngắn của em. Đó, nên là anh chị mình cũng lưu ý ha. Đấy, thì đó là đối với cổ phiếu cổ phiếu hóa chất. Đấy, rồi mình đi sang nhóm khu công nghiệp. Nhóm khu công nghiệp ở 2 tuần vừa qua nó cũng khá là hot. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu như KBC nè, thì mình thấy KBC, anh chị mình thấy cái mẫu hình gì? Mẫu hình cốc tay cầm đúng không? Đó, khá là rõ nét ha, cốc tay cầm. Thì hiện tại là nó đang duy trì cái mẫu hình này và nó chưa có một cái sự xác nhận phá vỡ cái mẫu hình này và nó về lại bên trên. Nên thành ra là nếu như anh chị này chúng ta có mua muốn thích KBC á, chúng ta có thể quan sát lại ở tuần sau. Nếu như mà nó tạo được cái vùng biên cân bằng quanh cái vùng giá 25.x 26 và khối lượng nó kiệt, thì chúng ta có thể canh lấy vị thế được đối với những cái mã cổ phiếu này. Tại vì nếu như á, mà con này á, cái phiên ngày 4 tháng 5 á, mà nó phá vỡ thành công á, thì nó sẽ khá là ok. Còn tại vì phiên ngày 4 tháng 5 nó phá vỡ không thành công anh chị đó, mà nó quay về nó giảm lại, thì buộc mình phải chờ những cái phiên sau, chiết là cái phiên ngày mai, là cái phiên hàng về của cái nhịp 4 tháng 5 nè, coi là cái yếu tố đỡ giá nó như thế nào nè, và sau đó chờ thêm một hai phiên nữa nè, cái yếu tố retest nó ra sao thì mình mới có cơ sở mình tham gia. Anh chị lưu ý ha. Thì dòng khu công nghiệp anh chị mình có thể chú ý KBC được, và cái tiêu chí mua thì em cũng đã có nói rồi, phải chờ cái vùng cân bằng kiệt về thanh khoản. Và nhé, chiếc xe thì mình cũng thấy một cái trạng thái tích lũy khá là tốt của cổ phiếu này. Đấy, tuy nhiên kiệt thanh khoản hay chưa thì mình vẫn thấy chưa nha anh chị, khối lượng kiệt và thanh khoản thì mình vẫn thấy chưa đó, nên là em sẽ chờ thêm. SJC cũng là một trong những cái lựa chọn ưu tiên đối với dòng khu công nghiệp, anh chị có thể chú ý SJC hoặc có thể chú ý KBC ha. Đạt Phương cũng là một trong những cái lựa chọn nè anh chị. À, tuy nhiên thì con này cái xung lực nó sẽ yếu hơn một chút. Đạt Phương là nó thuộc về khu công nghiệp bất động sản á, à, nó sẽ đa ngành hơn. À, tuy nhiên thì về cơ bản thì con này trước đó nó đã có 2 cái phiên xác nhận dòng tiền lớn rồi. Thì hiện tại cổ phiếu là đang trong cái giai đoạn tích lũy trở lại, đúng không? Retest trở lại. Nếu như nó retest thành công, nó đỡ giá được quanh cái vùng giá 31.x này, nó xuất hiện những cái điểm test cung, thì anh chị mình có thể cân nhắc tham gia ha, đánh ngắn được ha. Bây giờ là có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ được, còn mua mới thì sẽ chờ những cái điểm test cung nó sẽ ok hơn. Đấy, mua tại nền trong cái giai đoạn này nó sẽ ok nha anh chị. Đó, thì đó là đối với dòng khu công nghiệp. Ngoài ra thì nhóm đầu tư công thì mình cũng thấy một cái tín hiệu là hồi phục của những cái nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên hồi phục là để mua hay để bán, thì ví dụ như anh chị mình thấy những cái mã như HV nè. Cái chart nó hơi lắc một chút. Thì anh chị mình thấy HV nè, hồi phục là để mua hay là để bán á, thì đầu tiên anh chị mình phải nhìn cái giai đoạn trước đó. Thứ nhất là những cái nhóm cổ phiếu đầu tư công, ví dụ như HHV hay LCG nè. Đó, những cái mã cổ phiếu này là nó đều bị bán, trước đó nó đều bị bán với lại cái khối lượng lớn. Đấy, thì đối với những anh chị nào mà chúng ta gọi là gì, bị kẹp quanh cái vùng này nè, thì ưu tiên hồi lên là để bán. Bán trước đi. Đó, tại vì sao? Tại vì mình không biết là cổ phiếu này nó hồi lên sau đó nó có tăng tiếp được nữa hay không. Đó. Nên là nếu như mà nó có hồi phục được thì mình ưu tiên cơ cấu trước. Còn ví dụ như anh chị nào muốn mua mới thì chúng ta sẽ chờ cho những cái sự xác nhận. Ví dụ nó hồi về được tới những cái vùng đỉnh trước, sau đó cổ phiếu bắt đầu cân bằng lại và tiếp tục có một cái sự xác nhận dòng tiền và đẩy giá lên với lại cái khối lượng lớn, thì cái sự xác nhận đó nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều để mà anh chị mình giải ngân mua mới nha. Đó. Còn nếu như mà nó chưa có những cái sự xác nhận đó,
thì em không khuyến khích mua mới đối với những cái mã cổ phiếu này. Tại vì trước đó nó đã có những cái tín hiệu rủi ro rồi. Nếu như mà có xác nhận dòng tiền lớn ở giai đoạn sau á, nó bứt được những cái vùng giá đỉnh này nè, đó, thì chứng tỏ một điều là tổ chức tiếp tục, chứng tỏ là gì? Ở những cái vùng này là tổ chức họ thu gom lại, đúng không? Và ở những cái vùng này là rũ bỏ điều chỉnh và tiếp tục tổ chức họ đẩy tiền vào, đúng không? Đó, có dòng tiền tổ chức tham gia thì mình mua nó mới an toàn. Còn nếu như mà nó không có cái sự xác nhận dòng tiền lớn á, anh chị mua là rất là nguy hiểm nha. Mua ở trên này, mua sớm nó giảm về cũng như không. Đôi khi anh chị mình biết á, nếu như mà nó không có sự xác nhận dòng tiền thì chứng tỏ ở những cái phiên này là cái phiên phân phối hàng của tổ chức rồi đó. Thì nếu như mà những cái mã cổ phiếu này nó tăng về mà anh chị nào mà không biết mà mình bất chấp mình mua anh chị đó, thì đó là những cái mà tổ chức họ muốn anh chị mình mua mua trên này để mà họ phối thêm một cục trên này nữa đó, đúng không? Anh chị mua vào, ai tổ chức họ bán ra thêm lần nữa, rồi sau đó là gì? Chỉnh là cái lần này là lần rớt rất là sâu này đó, nên là anh chị mình cũng lưu ý những cái vận động này để mà mình né được nha. Đó, chứ không phải là hồi lên cái thấy nó hồi lên tới những cái vùng đỉnh cũ thấy nó mạnh quá là mình mua vào là không phải đâu, lưu ý nha. Đấy rồi, thì đó là đối với nhóm đầu tư công, em vẫn chưa có những cái điểm mua đối với những cái nhóm này. Mình đi sang nhóm cổ phiếu ngân hàng đi. Ngân hàng thì nó vẫn chưa có những cái chuyển biến quá mới anh chị. Có Vietcombank thì ở tuần vừa qua hôm thứ sáu là nó hồi phục được nè, thì nó cũng neo giữ lại được cái tâm lý chung nè. Ở cái phiên hôm thứ sáu vừa qua, cái nhóm cổ phiếu trụ như là Vietcombank, Masan này, SAB nè, những cái mã cổ phiếu này giảm sâu á thì nó hồi phục lên được. Thì thành ra anh chị mình thấy là gì? Trụ nó đỡ giá, đúng không? Nhóm thép cũng đỡ, nên thành ra là vừa nay nhìn chung loanh quanh tham chiếu thôi, mặc dù là dòng ngân hàng nó chỉnh đó, dòng ngân hàng thì nó chỉnh nè, nó chỉnh cũng không. Ồ, CTG, CTG sao đương đợt này điều chỉnh giảm nhìn khá là xấu ha. Nhưng mà anh chị mình thấy nè, con này thì nó vẫn neo cái vùng biên tích lũy nó thôi, đúng không? Cái biên tích lũy của nó tương đối lớn, nó từ cái vùng 27 tới cái vùng 31. Thì hiện tại nếu mà nó giảm về tới 27 thì nó cũng đang vận động tích lũy thôi anh chị. Khi nào mà nó có xác nhận thủng qua cái vùng 27 này nè thì nó mới là giảm nè. Đấy, thì thành ra là đối với cái dòng ngân hàng thì em vẫn chưa thấy những cái chuyển biến gì quá mới. Về cơ bản nha, về cơ bản thì cái nhóm ngân hàng vẫn là cái nhóm mà nó giữ được cái trend tăng, đặc biệt là ở những cái mã cổ phiếu ví dụ HD Bank nè, thì anh chị mình thấy nè. Đó, nó vẫn đang là xu hướng tăng nha, hoặc như TP Bank nè. Vẫn là xu hướng tăng nha anh chị. Đó. Rồi ví dụ như VPBank thì sao? VPBank vẫn là xu hướng tăng luôn. Đó, thấy không? Nè, đáy sau thấp hơn đáy trước nè. Đấy, MB thì sideways nha, MB thì sideways. Techcom cũng sideways nha anh chị. Đấy, Techcom cũng sideways nè. Đấy. Nhìn chung là nhóm ngân hàng không phải là xu hướng của nó giảm đâu. Đó, mà chẳng qua là tại vì thứ nhất là nó chưa thu hút được dòng tiền, nó vận động chậm hơn so với những cái mã cổ phiếu khác ấy, nên thành ra là nó chưa phải là cái dòng ưu tiên trong cái giai đoạn này, anh chị lưu ý ha. Techcombank thì mình đang thấy một cái trạng thái là quay về test đỉnh của cổ phiếu nha. Đây là cái vùng 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 nền một nè, nó tăng bứt khỏi nền một, sau đó nó có xu hướng retest lại cái vùng nền một. Thì phiên hôm thứ sáu nó retest nhưng mà đóng cửa chưa được đẹp mắt lắm đó, nên là anh chị mình cũng lưu ý. Ví dụ như con này á, phiên hôm thứ sáu là nó có thiên hướng retest cái gap luôn nè, nó lấp cái gap luôn nè đó. Nếu như mà nó giữ được cái vùng giá 28 chấm x thì nó sẽ lình xình quanh cái biên này, anh chị lưu ý, nó sẽ lình xình quanh cái biên này trước khi mà nó có những biến động tiếp theo. Còn nếu như mà nó có xu hướng đục thủng cái vùng 28 này là anh chị mình lưu ý nó có thể về tới những cái vùng dưới này nha. Đó, đây là những cái vùng mà cổ phiếu có khả năng về lại nè. Đấy, nên là anh chị mình cũng quan sát. Con này mà thủng vùng 28 chấm x á, vùng 28 là khá là xấu á, thì cũng kỳ vọng là nó neo giữ được. Đấy, dòng ngân hàng thì em thấy con HD Bank này nó khá là đẹp. Nhưng mà hai cái mã cổ phiếu mà mình thấy cái xung lực nó khỏe á, thì nó đánh nó hơi bao cùng một chút anh chị. Nó hơi lá lá một chút, đánh hơi khó nha. TP Bank với lại HD Bank là hai mã cổ phiếu em thấy xu hướng khá là đẹp trong cái nhóm dòng ngân hàng.
Đó. Tuy nhiên thì do là tổng thể dòng nó chưa có mạnh nên cái yếu tố tăng điểm của, ví dụ như nó có tăng á, thì nó cũng tăng không có được dứt khoát, anh chị lưu ý, nó tăng không có được dứt khoát, thành ra cái biên lợi nhuận của mình nó rất là ít so với những cái nhóm cổ phiếu mà đang có tính sóng dòng. Đấy, anh chị lưu ý ha. À, cùng một cái thời điểm, ví dụ như anh chị mình nắm con TPBank này, ví dụ như mua ở cái vùng giá 21.8 đi, thì bây giờ mình lãi được bao nhiêu phần trăm? 6-7% đúng không? Mà từ giai đoạn tháng cuối tháng 3 đi, hoặc là mua đầu tháng này cũng vậy, mua đầu tháng 1, tháng 2 thì cũng lãi 6-7% à, đúng không? Lãi không nhiều, tại vì nó cái xung lực tăng nó không nhiều. Còn ví dụ như anh chị mình nắm chứng khoán đi, nè, mua ở đây đúng không, mua vùng đền, thì chí ít là mình cũng có một cái biên lợi nhuận nó ổn hơn. Hoặc là như vậy mình nắm FTX nè, lãi quá trời, lãi 50-60% luôn đúng không đó. Hoặc là như bất động sản cũng vậy đó. Mình mua ở đầu tháng 1, tháng 2 thì sao, biên lợi nhuận rất là nhiều đó. Nên thành ra là cái dòng ngân hàng, cái tốc độ sinh lãi trong cái giai đoạn này nó không cao, nó chưa thu hút được dòng tiền. Thì khi nào nó có tín hiệu dòng tiền vào thì mình lại chú ý nó trở lại, đúng không anh chị? Còn nếu như chưa có thì mình sẽ ưu tiên những cái cổ phiếu mà nó đang có tính sóng dòng hơn, nó đang được dòng tiền quan tâm ha. Đó, thì đó là toàn bộ cái buổi video ngày hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị mình. Hy vọng là có thể giúp ích được cho anh chị trong quá trình đầu tư. Thì nếu như những cái chia sẻ của em anh chị nào chưa rõ, hoặc là anh chị có những cái đóng góp ý kiến để mà giúp kênh cải thiện hơn, hoặc là anh chị mình muốn đặt câu hỏi cho em, thì anh chị mình cứ để lại bình luận ở phía dưới cái video này ha, em sẽ sẵn sàng giải đáp hết đấy. Và nếu như anh chị thấy hay thì đừng quên ủng hộ em bằng cách là like video này và nhấn nút đăng ký kênh ha, cũng như là anh chị có thể chia sẻ tới những anh chị em có đầu tư chứng khoán, để chia sẻ cái kiến thức này nó rộng rãi hơn đấy. Dạ rồi, và anh chị cũng đừng quên là em có cái room khách hàng để mà hỗ trợ anh chị trong cái quá trình đầu tư. Thì nếu như anh chị nào muốn về đồng hành cùng với hệ thống khách hàng thì có thể liên hệ với em qua số Zalo 0345 548 188. Còn nếu như anh chị mình muốn tham khảo trước đó, trước khi mà có ý định chuyển về em quản lý này, hay là mở tài khoản của em á, thì mình có thể tham khảo trước ở cái room cộng đồng ha. Thì room cộng đồng đường link em để phía dưới phần miêu tả của video này. Tại cái room đó thì em cũng chia sẻ những cái nhận định thị trường cũng như là những cái kiến nghị cổ phiếu đó, nhưng mà nó sẽ mang tính chọn lọc hơn, cũng như là cái tốc độ cái thời điểm nó sẽ chậm hơn một chút so với room khách hàng. Nói chung room khách hàng vẫn sẽ ưu tiên hơn đấy. Dạ rồi, thì nhìn chung em sẽ kết thúc buổi video ngày hôm nay ngay tại đây. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này, và hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo.